Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách làm nem tai trộn xoài các bạn nhé. Xoài chua đấy ạ, sản phẩm của mình. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị đó là tai heo. Tai heo mình đã bóp muối và rửa rất là sạch rồi các bạn ạ. Bóp muối, giấm, rửa rất sạch, cạo lông hết sạch sẽ các bạn nhé. Và tiếp đến là nếu mà các bạn thích ăn cái phần sụn trên thì các bạn bỏ cái cuống tai này đi. Còn không thì các bạn sử dụng luôn thế này. Và đó là xoài, đây là một quả xoài, mình mua quả xoài ương nó không chua lắm á. Và tiếp đến là củ sả, và mình sử dụng một quả chanh, quả ớt, gừng và tỏi, và nhánh tỏi mình đã bóc. Và một chút gia vị đi kèm đó là rau mùi. Một chút đường và một chút gia vị bột canh, một chút giấm trắng, trước hết là mình đi thái cái cây sả này ra để mình lấy cái để mình luộc tai heo cho nó thơm. Cái món tai này thì rất nhiều cách làm đúng không ạ? Các bạn có thể luộc không chấm mắm, hoặc các bạn có thể quặn với bún phở, bánh phở cuốn ý. Hoặc các bạn có thể trộn thính, hoặc các bạn có thể lộn với cả hoa chuối. Rất nhiều kiểu ăn. Thì ở đây mình muốn phổ biến với các bạn về cách trộn với cả xoài chua, ăn rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Thế củ sả này các bạn cắt khúc cho các bạn trẻ như thế này. Củ hừng các bạn cũng đập sập ra. Và tiếp đến là củ sả này thì các bạn lấy một chút ở cái đầu sả này nhé. Để mình cho vào trộn. Làm gia vị rất là thơm đấy ạ. Các bạn thái thật mỏng và thái vắt xéo như này trông cho nó đẹp nhé. Các bạn thích ăn thêm thì các bạn lại thái thêm một chút nữa. Các bạn thái thật mỏng vào. Còn lại thì mình cũng lại bổ dọc ra để mình cho vào mình luộc tay heo cho thơm. Đấy, bây giờ mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi, bây giờ các bạn mang đi luộc nhé. Thì những lúc mà nước nó cũng cần chưa cần sôi lắm thì các bạn thả củ sả vào này. Nếu các bạn cẩn thận thì các bạn lại cho thêm khoảng một chút cái củ hành tây vào nữa đấy. Cho cái nước luộc này nó thơm thì mình luộc cái tai heo rất là thơm và ngon. Mình cho một chút muối và mình cho khoảng 2 thìa ăn phở giấm trắng các bạn nhé. Để mình luộc cái tai heo nó vừa giòn và vừa trắng. Ở đây các bạn cho ngập nước tai vào nhé. Sau đó mình dầm cái tai xuống như thế này. Và mình đậy vung vào, mình luộc. Nghĩa là từ lúc cho vào đến lúc xong là tầm khoảng 10-12 phút đấy. Thì trong thời gian chờ đợi cái tai nó chín thì các bạn đi chuẩn bị những gia vị tiếp theo. Đó là quả ớt này, củ tỏi này, và quả xoài. Củ tỏi này các bạn đập dập ra và băm nhỏ. Và tiếp đến là các bạn băm nhỏ ra nhé. Đấy, các bạn đập dập ra, các bạn băm nhỏ này.
Cái quả ớt này các bạn dọc như này ra để các bạn bỏ hạt đi nhá. Đấy, băm như vậy sau đó các bạn dập dập nó ra, nó sẽ bay cái hạt đi. Thì khi mình trộn mình ăn lẫn nó vào nó sẽ không bị cay. Mình chỉ cho hai quả ớt thôi. Còn nếu các bạn không ăn được cay thì các bạn lại cho một quả hoặc là thôi nhá, không cay các bạn ạ. Nếu mà nhà các bạn nhỏ không ăn được cay ấy. Và đây mình sử dụng một quả chanh thôi. Và tiếp đến là quả xoài. Cái rau mùi này các bạn cũng không cần phải thái nhỏ ra nhé. Các bạn chỉ cắt đôi ba ra như thế này thôi. Để cho nó to thì chốc mình trộn cái gia vị vào nó sẽ ngót ngay mà. Và quả xoài này các bạn nạo vỏ đi. Vì đây mình mua quả xoài này thì cũng là ưng ưng. Thì là khi mình nộm thì là nó vừa. Mình không phải cho thêm đường vào trong cái quả xoài này nữa. Còn nếu mà các bạn mua về quả xoài xanh mà nó trắng tinh mà nó chua ấy, các bạn nhất là cho ít xoài đi. Thứ hai là các bạn cho thêm một chút đường mà các bạn bóp trước đi. Ở đây trước hết là quả xoài mình đã gọt xong rồi. Bây giờ các bạn dùng cái nạo như của mình đây, các bạn nạo như thế này này. Đấy. Thì nó nhỏ ra để các bạn trộn rất là dễ đúng không ạ? Thế thì các bạn gọt xung quanh thôi, các bạn bỏ cái hạt lại nhé. Đấy, xoài mình đã nạo xong rồi thì bây giờ các bạn tiến hành xem đi kiểm tra xem tai đã chín chưa nhá. Chắc là chín rồi đấy các bạn ạ. Đấy, chín rồi. Thì bây giờ mình muốn cái tai nó giòn và ngon thì các bạn chuẩn bị một bát nước lạnh. Sau đó các bạn gắp cái tai ra, các bạn cho bát nước lạnh đấy. Cái nước rất là thơm các bạn ạ. Tai chín. Đấy, các bạn cho vào đây. Các bạn ngâm một chút, nó vừa giòn cái tai và hai là nó nhanh nguội thì là mình thái cho dễ đúng không ạ? Thế là xong rồi. Rồi các bạn mang đi thái tai nhá. Thì ở đây là thái thì các bạn sử dụng con dao thật mỏng và sắc thì các bạn thái nó càng mỏng càng ngon các bạn ạ. Mình cắt dọc cái tai ra như thế này, thái là mình thái. Riêng cái món nộm tai này thì các bạn thái càng mỏng càng ngon nhé. Thấy vết đen đen là những cái tia máu của cái tai nó đọng lại thì không sao đâu các bạn ạ. Đấy, các bạn thái thật mỏng như vậy rất là ngon. Thế sau khi các bạn đã thái xong như thế này rồi thì bây giờ các bạn là tiến hành trộn các nguyên liệu vào nhé. Trước hết là cái tỏi, ớt và giả các bạn trộn vào. Mình thấy hơi nhiều ớt, mình cho bớt ra, sợ hơi cay. Ở đây nếu các bạn muốn ăn thơm thêm một chút thì các bạn có thể cho thêm một chút nạc rang nhé. Nạc rang đập dập ra. Nhưng ở đây mình trộn món xoài chua do vậy mà mình không cần cho. Đấy, và các bạn cho một thìa rưỡi gia vị thôi các bạn ạ. Bởi vì tí mình muốn cho thêm một chút nước mắm nữa. Đấy. Các bạn cho thêm khoảng 1/2 thìa nước mắm thôi. Và mình có cho thêm 1/2 thìa đường để cho nó có độ chua và độ ngọt, dịu bớt cái độ chua đi thì rất là ngon. Và đây mình cho một nửa quả chanh, và các bạn có thể vắt cả một quả thì các bạn chỉ cần vắt ít ít thôi.
tức là vào khoảng 1 thìa rưỡi nước cốt chanh các bạn nhé. Đấy, mình vắt nhẹ nhẹ thôi, bởi vì là cái quả xoài nó cũng có độ chua một chút rồi, do vậy mà các bạn không cần phải vắt nhiều nước chanh nữa nhé. Đấy, các bạn trộn đều lên. Hôm nay các bạn cho xoài và các bạn trộn luôn. Các bạn trộn như vậy các bạn chỉ cần để khoảng 5 đến 10 phút là các bạn có thể sử dụng được rồi đấy. Và tiếp đến là mình cho một chút rau thơm vào, mình trộn cùng luôn. Đấy, mình để 5 đến 10 phút là mình cho ra đĩa là mình đã được một đĩa tai lợn nộm xoài chua rất tuyệt vời các bạn ạ. Thơm quá rồi các bạn ơi. Mùi tỏi, mùi sả bốc lên quả là tuyệt vời, và rau mùi nữa. Rất ngon. Bây giờ các bạn cho ra đĩa để chúng mình thưởng thức nhé. Đây mình có chuẩn bị một chút tương ớt thì các bạn cho ra đĩa. Và sau đó các bạn có thể ăn luôn, và các bạn có thể quặn với cái nem tai. Đấy, thế là sản phẩm lem tai của mình đến đây đã ra đĩa rồi đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy thật hấp dẫn chưa ạ? Các bạn có thể ăn như thế này, hoặc các bạn có thể sử dụng một chút cái bánh đa ăn liền ấy. Các bạn cuộn nhé, vào ăn rất là ngon. Các bạn có thể, ở đây thì mình có cái vị chua ngọt rồi. Do vậy mà các bạn cũng không cần phải chấm chua ngọt, và các bạn có thể thích các bạn chấm với nước mắm chua ngọt cũng được. Nhưng ở đây là mình hướng dẫn các bạn là các bạn quấn như thế này, sau đó các bạn ăn với cả tương ớt thôi. Và các bạn nào không thích ăn tương ớt thì các bạn lại chấm với sốt cà chua, rất là ngon. Đấy, như thế này, và các bạn có thể quấn lẫn với một chút bún nữa, ăn cũng rất là tuyệt vời. Đấy là tùy theo khẩu vị của các bạn nhé. Nhưng ở đây là mình thích ăn như thế này. Đấy, các bạn có thể chấm như thế này. Đấy, và các bạn cùng thưởng thức nhé. Wow, rất là ngon luôn ạ. Quả là tuyệt vời. Thế là video xoài lộn tai chua của mình đến đây, tai heo loại lộn xoài chua của mình đến đây đã xong rồi đấy. Xin chúc các bạn làm và thành công nhé. Xin chào.